Này các con, trước mắt các con là cha, là mẹ, người đã sinh ra thân các con đấy, và tất cả cuộc đời hy sinh vì các con. Người thương các con vô cùng, quý các con hơn ngọc, hơn vàng các con ạ. Toàn thân của các con là của cha của mẹ, các con là khúc ruột, là giọt máu của cha của mẹ trên đời này. Cha mẹ yêu thương các con nhất, không có ai yêu thương các con hơn đâu. Ân đức của cha mẹ cao rộng hơn trời biển. Cha mẹ cho các con tấm thân này vào đời và lo lắng cho các con, mong muốn cho các con được những điều tốt đẹp nhất. Cha mẹ đã làm biết bao những công việc nặng nhọc, vất vả để chăm lo, nuôi nấng cho các con ăn học đến ngày hôm nay, các con có biết không? Thế nhưng nhiều khi các con cũng không nghĩ tới những công ơn lớn lao của cha mẹ dành cho mình, mà các con lại không vâng lời cha mẹ, gây ra những lỗi lầm khiến cha mẹ phải buồn lòng. Các con cũng không có đủ can đảm để đối trước cha mẹ của mình mà nói lên những lời xin lỗi và hứa với cha mẹ sẽ sửa đổi những lỗi lầm. Các con cũng nhiều lúc rất muốn nói với cha mẹ những lời yêu thương từ đáy lòng mình, nhưng các con lại ngại ngùng, e thẹn nên cũng không nói ra được thành lời. Vì vậy mà khoảng cách giữa các con và cha mẹ ngày một cách xa, khiến các con không có cơ hội để sám hối những lỗi lầm với cha mẹ và nói lên được những lời yêu thương với cha mẹ nữa. Chính vì vậy hôm nay ban tổ chức và sư phụ sẽ hướng dẫn các con được tập nói lời sám hối, nói lời yêu thương và đảnh lễ cha mẹ thân yêu của mình các con nhé. Con xin lỗi mẹ vì ngày nào con cũng tranh mong mẹ, không nghe lời mẹ và không làm việc nhà. Ở nhà con thường chỉ lười biếng, con chỉ xem tivi, con không bao giờ học bài và ít phụ giúp bố mẹ. Hôm sau và con rất là tự ti về mình. Sau 7 ngày đi khóa tu, con cảm thấy con tự tin hơn. Con sẽ cố gắng chăm ngoan, dù không được 100%, con sẽ cố gắng được 90-80%. Con đỡ mẹ phiền lòng. Con bây giờ con rất tự tin về bản thân mình, kết được nhiều bạn khi đi 7 ngày khóa tu. Con xin lỗi mẹ vì những ngày trước con đã hay trách móc mẹ. Con xin hứa từ nay về sau con sẽ không cãi lời bố mẹ nữa. Bố ơi, trước đây con đã từng cãi lời bố, thường chống lại ý kiến của bố và mẹ. Con không có nghe lời hay là làm theo những việc mà bố mẹ bảo. Khi bố mẹ sai con làm việc nhà, con hay phụng phịu. Con không có làm theo lời bố mẹ nói là con phải làm việc này việc nọ. Trước đây con cũng có xích mích với bạn bè, hay đánh nhau với em. Sau khi đi 7 ngày khóa tu thì con đã nhận ra được mọi lỗi lầm mà con đã gây ra với bố mẹ. Con thật sự xin lỗi bố và mẹ. Con xin hứa từ nay con sẽ không để làm bố mẹ phật lòng nữa, sẽ luôn chăm ngoan làm đứa con mà bố mẹ mong muốn. Mẹ ơi, trước nay con luôn cãi lời mẹ, con không nghe lời mẹ. Đôi lúc mẹ có nặng lời chỉ dạy con, mặc dù con biết là bản thân con sai, nhưng vì cái tôi nên con vẫn không chịu nghe lời mẹ. Nhiều lúc con làm cho mẹ buồn, đôi khi con còn trách móc cãi lời lại mẹ. Con đã làm mẹ buồn rất nhiều. Con còn hay lười biếng, không chịu làm việc, luôn trốn tránh, khiến cho bố mẹ phiền lòng rất nhiều. Con xin lỗi mẹ. Sau khóa tu lần này, con sẽ cố gắng thay đổi bản thân để trở thành một người con có hiếu, tốt với bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều vì đã sinh ra con, đã nuôi lớn con, đã cho con ăn học và để con có thể thành một người tốt. Thank you.
này, trong một tuần các cháu tu tập, con thấy rằng con gái vừa nói với con rằng: mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều. Từ trước nay con làm mẹ buồn, bây giờ con sẽ thay đổi. Con sẽ tự lập, con sẽ trưởng thành hơn để mẹ không phải lo lắng cho con. Con biết rằng đây là một khóa tu và khóa học được những điều rất là đạo đức từ các sư phụ và các quý thầy. Con mong rằng sau khóa tu này, các con sẽ là những người con ngoan trò giỏi, trong gia đình có đức hiếu, với gia đình sẽ là một người có công dân, có ích với xã hội. Thưa các bậc phụ huynh, và sau khóa tu này con cũng mong rằng các con sẽ trưởng thành hơn, sẽ khôn lớn hơn. Một lần nữa con xin tri ân đảnh lễ sư phụ, các quý thầy, cô chủ nhiệm, tất cả các cô bác Phật tử, các anh chị tình vận viên đã cho các con trải nghiệm một khóa học bổ ích và có giá trị rất là to lớn, vô cùng to lớn ạ. Con xin chân thành cảm ơn. Vâng, hôm nay con được vinh dự thay mặt cho phụ huynh của các con và được có đôi lời cảm ơn. Dạ, con thay mặt cảm ơn gia đình chúng con luôn luôn biết ơn và biết ơn Phật tổ Tam Bảo và biết ơn thầy và các chư tăng của chùa Ba Vàng có con được cơ hội được đứng trên này, mà nay hôm nay cũng rất xúc động bởi vì cũng con gái con cho con được thay đổi và luôn luôn nhớ rằng là con đã bố luôn luôn mà mong con luôn luôn giữ đạo hiếu lễ nghĩa, và nay các con cũng nói điều đó bố mà con rất xúc động, và con xin thay mặt cảm ơn thầy và các trụ trì của chùa Ba Vàng, con xin biết ơn ạ. Dạ con lên hết ạ. Vâng. Dạ.